Hello, welcome back to the channel. Chơi Survivor with Peter. Ok, vào game. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Vào phát. Bao nhiêu là con rơi rơi. Level 4 này của em mạnh. Tạm nâng cấp này. Nâng cấp cái hớt này, máu này này. Ui, mấy con này nó trông thì nó rỉa máu nhanh hết lắm. Mày thua anh chơi. Đấy, thua thật. Thua thật. Tăng sát thương rồi này. Ui giời. Đó, con boss nó bỏ đi rồi, nó để lại một đống toàn những con nhỏ nhỏ. Đấy rồi, rồi rồi. Phải nâng cấp lên một tí chứ không đánh được mọi khỏe lắm. Đấy, chúng ta có thể đấu đạn được với mấy con rơi rồi. Khỏe vậy. Rainbow Story 5 xu này. Không được. Trời ơi, được cụt. Game này hay nhỉ. Tên không chơi thì cái phong cách kia nữa. Bây giờ mình sẽ chơi sinh tồn. Ui. Ui vô. Vù cho nó nhanh. Đây, biến hình. Ủa xong trúng. Ông mất bắt. Con lùi vù. Vù không trúng luôn. Ảo thật. Rồi, lại quay trở lại với Day One.
Ui. Ui. Mất rồi. Wings of a rainbow grab. Bạn xin. Đây rồi, vũ khí đây rồi. Ui, cái này của mình. Vào trong nhà trắng lắm, không có đi vào. Ui. Tránh ông này lại gặp ông kia. Ơ, đây có cái con gì xanh xanh này. Làm thế của cái hút ghi nè. Ăn ông cái tàn hình rồi. Đây chúng ta ra ngày xem có con. Ơ, con thỏ. Thỏ một. Ơ, con hư đêm đấy được. Mày đẹp trai lắm nhỉ. Hết hàng rồi các bạn ạ. Đây đây có một. Rất là manh động, chúng ta chơi Bowmaster. Ok. Player 1, choose. Test cái ông nào đi. Đây. Thanh niên này có chiêu ném gà. Thật là không may. Gà để trứng hẳn hoi nhá. Lợi hại chưa. Trời ơi, trứng vừa nổ lại còn gà nổ nữa. X2 sát thương. Không được. Headshot. Quả này thốn thật đi. Shot. Fatality. Yeah, today. Xong con nào là chơi Plan Zombie. Vào game. Chào chào có thấy ai.
Trời, nổ hoành tráng. Và zombie, zombie kỳ lân này, zombie gì này, bố con to thế này. Đi chết rồi. Chơi bẩn thế này thì không ăn đâu thua. Gạt đi. À, cho con rồng băng đây đi. Cứu được không này? Thắng rồi. Ta sẽ build thật nhanh. Xem bên này có gì không? Chưa có gì. Triệu hồi bên kia. Cũng build nhanh. Hai con này chiến được. Attack. Cái gì vậy? Vậy thế. Bật chế độ one hit rồi. Các bạn mình kia rất là mạnh nhưng mà mình cũng khá là mạnh theo. Scary spider gen. Okay. Đuổi theo cái ông này đi.
Game này không có nút tăng tốc. Inside this building, we have managed to restore an old train and installed a machine gun in its back. The train will be an indispensable tool to attack the monsters. I forgot the key. Keep me. Mắc kẹt đi. Chưa thấy đoàn tàu đâu kìa. Ôi trời, như ma ấy. Chỗ này nó cứ... Rồi. Này hình nhất không? Giờ xem ông này ông bảo gì nữa. Thanks for grabbing the keys. Ôi. Cái tàu ra kìa. Get inside the train and go visit my friend David. David is the mastermind behind the S-65 rocket launcher. It is a powerful weapon that should be added to this train arsenal and used against. Let's go. Không đi được. Thôi. Điều khiển tàu. Ok. Turn on đâu. Nói mình nghe thấy tiếng bước chân chạy của con nhện rồi đấy nhá. Nghe bị hấp dẫn đấy. Ok. Ôi, quảng cáo. Rồi. Có thấy cái gì đâu. Mình có thấy con tàu nào đâu. Ôi giời, xuống. Ôi giời, phá bét xuống.